Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày quốc tế người cao tuổi, là dịp để toàn thế giới tuyên truyền, quan tâm hơn nữa đến vấn đề chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi. Ở Việt Nam thì những người cao tuổi đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề. Và một trong những vấn đề đáng quan tâm đó chính là nhu cầu tối thiểu của người cao tuổi, đó là dưỡng lão. Những năm gần đây thì một số thành phố lớn, các trung tâm dưỡng lão đã mọc lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên, so với nhu cầu của người cao tuổi và so với tốc độ già nhanh của dân số thì cũng có thể nói rằng chỉ như là muối bỏ bể. Hơn nữa, giá trị dịch vụ ở các trung tâm dưỡng lão lại đang quá cao. Chỉ một bộ phận người cao tuổi mà gia đình có điều kiện mới có thể đủ tài chính. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay chị Trần Thị Thúy Nga. Chị Nga hiện đang là quản lý của một trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội. Xin cảm ơn chị Thúy Nga đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào MC, chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Dạ vâng ạ. Thưa chị, như Thanh Mai vừa chia sẻ, đó là cái nhu cầu mà các gia đình đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão thì ngày càng nhiều. Thì không biết là tại trung tâm của chị thì cái số lượng mà tiếp nhận có đông không ạ? Tính đến nay thì trung tâm dưỡng lão của mình đã thành lập được 6 năm. Năm đầu cũng chỉ có 20-30 cụ thôi, nhưng đến năm nay, năm thứ 6 rồi, con số lên tới là 200 người già đang ăn dưỡng tại trung tâm dưỡng lão của bên mình. Sau 6 năm là con số tăng lên là 200 người già. 200. Dạ vâng ạ. Và thực ra rất nhiều các khán giả cũng như người dân thì rất là mong muốn là không biết là cái mức để mà các cụ có thể đóng được khi mà tham gia ở trong trại dưỡng lão thì mức chi phí cho một tháng là khoảng bao nhiêu tiền? Đang dao động từ 7 triệu cho đến 15 triệu. Vì là do nhu cầu của các cụ khác nhau. Có cụ thì muốn ở phòng tập thể 6 người thì giá khoảng 7 triệu. Nhưng có những cụ thì muốn ở phòng riêng, yên tĩnh khi mà giấc ngủ của mình lại không sợ bị ảnh hưởng, thì các cụ sẽ ở phòng mà bên mình hay gọi là phòng VIP. Là khoảng 15 triệu tháng. Ở đây thì có thể nói rằng là cái số tiền như thế thì phần lớn người dân thì có đánh giá rằng cái mức là rất là cao. Ví dụ như là cái mức từ 7 đến 15 triệu như chị Nga vừa chia sẻ thì cao hơn cả cái mức lương hưu của các cụ. Vậy thì sẽ có rất nhiều người không có được cái cơ hội để có thể đến được những cái trại dưỡng lão như vậy và cũng không đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân. Thì quan điểm của chị như thế nào? Với bản thân, ví dụ như trung tâm dưỡng lão Diên Hồng của mình là một viện dưỡng lão tư nhân. Cho nên là mọi chi phí thì doanh nghiệp thì đều phải chịu hết, từ việc mua đất hay là xây dựng các cơ sở vật chất. Cho nên là cái việc mà đưa ra một mức phí như vậy nó phải cân nhắc rất nhiều trên bài toán tài chính. Cho nên là cũng rất mong nhà nước ủng hộ những cái viện dưỡng lão tư nhân như vậy. Ví dụ như là cái việc mà cho thuê đất hoặc là cho thuê dự án với giá nó ưu đãi hơn. Còn hiện tại bây giờ các viện dưỡng lão tư nhân đều phải bỏ tiền ra, ví dụ như vay tiền ngân hàng để mua đất, cho nên nó cũng rất là khó khăn. Với thứ hai là tất cả các trang thiết bị y tế cũng vậy, cũng tự bỏ tiền ra, chứ còn hiện tại thì cũng chưa được sự quan tâm nhiều của nhà nước lắm. Cho nên là rất mong những cái việc như ví dụ như là về đất hay là cái trang thiết bị y tế được nhà nước quan tâm hơn nữa. Còn một cái việc mà thiết thực hơn đó là cái việc bảo hiểm cho người già. Hiện tại là đối với viện dưỡng lão của mình thì các cụ già ở ngoại tỉnh đến rất là nhiều, mà nhu cầu thăm khám sức khỏe cũng rất là nhiều. Nên khi các cụ mà đi viện ấy, lại phải thủ tục chuyển tuyến, chuyển viện, nó rất là mất thời gian và thậm chí là công sức nữa. Cho nên là rất mong có một cái sự liên thông gì đó giữa các bệnh viện với các viện dưỡng lão, để khi người già có nhu cầu về thăm khám sức khỏe thì được hưởng ưu đãi tốt nhất về phía bảo hiểm. Dạ vâng ạ. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là xã hội càng phát triển thì cái nhu cầu mà cho những người già và các trại dưỡng lão càng cao. Cũng như chị vừa chia sẻ, ở cái mức rất là cao chúng ta cũng vẫn có cái lượng gia tăng rất là đông. Vậy thì theo chị rằng cái việc mà những cái trung tâm dưỡng lão có phải là cái sự lựa chọn tốt nhất đối với người cao tuổi hay không? Và đặc biệt nữa là đến đây thì họ sẽ được một cái chính sách an toàn và chăm sóc đặc biệt như thế nào? Theo mình quan sát đến bây giờ cũng là 6 năm rồi, mình thấy là cái môi trường dưỡng lão có thể là môi trường phù hợp nhất với người cao tuổi. Vì sao? Vì đến đây các cụ được, thứ nhất là rất là an toàn, vì tất cả các trang thiết bị mà mình thiết kế là phù hợp với người già. Ví dụ như hành lang đi là phải có tay vịn để các cụ tránh bị ngã, hay nhà vệ sinh cũng phải có tay vịn để các cụ không bị ngã. Thứ hai nữa là có đội ngũ y tá túc trực 24/24. Ví dụ như là ở nhà mà con cái đi làm xa hay đi công tác, bố mẹ có tai biến hay cái gì đau đầu hay là tụt đường huyết các thứ thì mình không thể xử trí được, không biết được, nên đã dẫn đến những biến cố rất là khó lường. Còn ở đây là có y tá, có đội điều dưỡng, có bác sĩ thăm khám hàng tuần thì nó đảm bảo hơn về nhu cầu về sức khỏe. Nhu cầu về dinh dưỡng, tức là ở đây thì có bộ phận đầu bếp thì họ sẽ thay đổi thực đơn liên tục cho các cụ. Ví dụ như cụ bị tiểu đường thì ăn uống ra làm sao, thì tất cả các thứ nó chế biến rất là phù hợp. Đặc biệt nữa là có môi trường để các cụ trò chuyện, môi trường cộng đồng mà cụ vui vẻ. Vì người già rất có mong muốn được trò chuyện với những bạn cùng trang lứa, cho nên đến đây thì các cụ được gặp những người bạn cùng tuổi với mình, được trò chuyện, những cụ cùng sở thích,
cụ thích đánh cờ thì đánh cờ, cụ thích múa hát hay cụ thích làm thơ thì có những câu lạc bộ như vậy để các, là cụ, các cụ có một cái cộng đồng để giao lưu sinh hoạt rất là tốt, đúng không? Đấy, đúng rồi. Dạ vâng. Ở đây thì chị có một cái câu chuyện nào nổi bật hoặc là trong một cái tình huống mà khi mà các cụ ở trong viện dưỡng lão của mình được cứu sống hay là được hỗ trợ kịp thời không ạ? Về vấn đề y tế chẳng hạn. Thực ra là rất là nhiều, tại vì là người già là cái bệnh thứ nhất là bệnh hạ đường huyết và bệnh cao huyết áp thì rất là nhiều ở người già. Khi cụ mà bị cao huyết áp bên mình là các bạn điều dưỡng là sẽ phải thăm khám đo chỉ số sinh tồn hàng ngày. Nếu mà thấy đo huyết áp và các cụ mà có chuông, các cụ thấy bất thường với sức khỏe, các cụ ấn chuông là có người đến luôn để xử trí luôn. Rất là nhiều luôn, các cụ ở nhà, có những cụ về Tết với con này, rất là khỏe mạnh, về Tết với con nhưng chưa được một ngày thì đã mong muốn vào dưỡng lão rồi. Vì là sao? Vì vào đây là được các bạn điều dưỡng cũng như là bác sĩ thăm khám kịp thời, nó đảm bảo hơn về vấn đề về sức khỏe. Dạ vâng ạ. Vậy thì mặt bằng chung để chị đánh giá các trung tâm viện dưỡng lão hiện nay thì đã đáp ứng được yêu cầu như thế nào? Hiện nay so với tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thì cái lượng viện dưỡng lão đang rất là ít. Ví dụ như Hà Nội thì khoảng có 10 viện dưỡng lão, mà tốc độ già hóa của Việt Nam trong thời gian tới có thể lên tới 11% dân số. Cho nên là trong tương lai cũng rất mong là nhà nước, các bộ ban ngành cùng ủng hộ để có những chính sách tốt nhất để viện dưỡng lão ngày càng nhiều hơn để phục vụ cho người cao tuổi Việt Nam một cách tốt nhất. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chị có thể trả lời ngắn gọn nhất để xóa xúc tích nhất. Ở đây thì có phải là những người vào viện dưỡng lão là những cái người dành cho những người có tiền hay không? Và đặc biệt là có phải là họ không có con, một gia đình neo đơn họ mới vào đây hay không ạ? Theo quan điểm của mình, đúng là vào viện dưỡng lão đúng là phải có điều kiện về tài chính. Thế nhưng tuy nhiên không phải là các cụ không có con hay là các cụ neo đơn. Bản thân ở Diên Hồng của mình thì các cụ là có những cụ tức là tự chủ động tìm đến viện dưỡng lão, thuê 2 triệu 7 chuyến taxi vòng quanh Hà Nội để tìm viện dưỡng lão cho mình. Hay có những cụ ở Hải Dương bán nửa căn nhà của mình đi để vào viện dưỡng lão. Tức là cụ chủ động mong muốn tìm một môi trường phù hợp nhất với mình khi mà về già. Dạ. Ở Việt Nam thì lại có một cái quan niệm đó là đấy, con cái không nuôi được cha mẹ thì mới phải cho cha mẹ vào đấy. Có phải là bất hiếu không? Có phải đi ngược lại với thuần phong mỹ tục hay không? Thực ra nếu mà gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão và hàng tuần những ngày nghỉ lễ mà mình vẫn đến trò chuyện, vẫn đến thăm bố mẹ hay những cái ngày giỗ ngày vẫn đón bố mẹ về thì mình nghĩ là cái việc giao lưu kết nối tình cảm giữa gia đình, viện dưỡng lão và các cụ nó rất là thân thương ấy, thì cái khoảng cách mà gọi là bất hiếu hay là có hiếu thì nó không còn cái ranh giới đấy nữa. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn chị Thúy Nga và chúc cho trung tâm của chị sẽ có thêm được nhiều những các cụ mà tham gia vào trong trung tâm của mình luôn luôn có một cái cộng đồng hạnh phúc. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn MC rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, và tới đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.